Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. 30 tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Kính thưa quý vị thân mến, mở đầu cho bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi ngày hôm nay là tin về siêu bão Mawa trên khu vực Thái Bình Dương. Hiện nay siêu bão Mawa đã mạnh lên cấp 5, cấp cao nhất trên thang cảnh báo bão quốc tế. Dự báo bão Mawa sẽ chuyển hướng tới khu vực phía bắc đảo Luzon, đi qua vị trí tâm bão Mawa cách đảo Luzon của Philippines khoảng 1.400 km về phía đông và trung tâm cảnh báo bão Liên Hiệp của Hải quân Mỹ dự báo siêu bão Mawa có sức gió lên tới 297 km/h và hiện đang di chuyển về phía tây với tốc độ khoảng 27 km/h. Các cơ quan khí tượng dự báo khi áp sát Philippines, siêu bão Mawa sẽ gây ra mưa lớn đi kèm lũ lụt, sạt lở đất, gió giật mạnh cho khu vực phía bắc đảo Luzon từ tối ngày hôm nay hoặc sáng ngày mai. Ngoài ra, phần lớn còn lại của Philippines cũng sẽ ảnh hưởng mưa lớn khi bão đổ bộ. Theo như cơ quan khí tượng quốc gia Guam, siêu bão Mawa sẽ di chuyển cấp độ siêu bão với sức gió mạnh trên 241 km/h trong 2 ngày tiếp theo trước khi suy yếu và sau khi quét qua Philippines. Nhiều khả năng siêu bão Mawa sẽ đổi hướng di chuyển về hướng Bắc hoặc Đông Bắc và có thể ảnh hưởng tới Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước đó, siêu bão Mawa đã mạnh vượt cấp 3 chỉ trong vòng 24 giờ và đạt tới cấp 5 hôm kia tại Guam. Siêu bão Mawa gây ra mưa lớn từ 350 đến 750 mm trong liên tiếp 3 ngày. Đây là lượng mưa lớn kỷ lục mà một cơn bão gây ra tại Guam kể từ cơn bão Tamina năm 1976 tại làng Gilan, là nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhất ở mức 180 mm/h. Theo như báo Lao Động đưa tin, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường cảnh báo cần đề phòng một mùa mưa bão bất thường. Vì chỉ mới đầu mùa mưa bão đã xuất hiện siêu bão Mawa. Siêu bão Mawa là cơn bão thứ hai hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa mưa bão năm 2003, nhưng đã đạt cường độ của siêu bão đã cho thấy một mùa mưa bão khó dự báo. Dự báo về mùa mưa bão năm nay tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Quốc gia cho biết, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2003, có khoảng từ 5 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, sắp xỉ so với trung bình nhiều năm, trong đó có khoảng từ 1 đến 2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông dự báo khoảng 4 đến 5 cơn và ở mức sắp xỉ đến thấp hơn với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm từ 5 đến 6 cơn và tác động chủ yếu đến khu vực Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Quý vị thân mến, với những thông tin mà chúng tôi đã truyền tải tới quý vị và các bạn về những cảnh báo nguy hiểm trong mùa bão năm 2023, các bạn cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết sớm và các bản tin dự báo thời tiết chi tiết hàng ngày để có thể biết được diễn biến thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới. Tiếp theo là thông tin về diễn biến mưa trong 24 giờ qua. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và một số nơi có lượng mưa trên 60mm như ở Gia Lai 1, Kon Tum là 88mm, Gia Rinh, Đắk Lắk 88mm, Ea Sắc, Đắk Lắk 80mm, Đức Hòa, Long An 76mm, Khánh Bình, Khánh Hòa 68mm, Phước Vinh, Tây Ninh 61mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới từ hôm nay đến ngày mai. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 120 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 150 mm một đợt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời gian ảnh hưởng từ 7 giờ ngày hôm nay đến 7 giờ ngày mai với tổng lượng mưa phổ biến từ 60 đến 80 mm, có nơi trên 80 mm. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 7 giờ đến 19 giờ ngày mai với tổng lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Ngoài ra trong ngày và đêm nay ở khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào, có mưa vừa, mưa to, có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 60 mm trên 24 giờ, có nơi trên 60 mm trên 24 giờ. Cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1.
dự báo tác động của mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Kính thưa quý vị, hiện nay trên khu vực Biển Đông, mây dông đang phát triển trên khu vực vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Dự báo trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, sẽ tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc mưa vừa và dông, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, riêng ở khu vực Tây Bắc có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Ở khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng ở khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, ở phía Bắc có nơi trên 35 độ. Ở khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Ở khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng dự báo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ có mưa dông kéo dài đến ngày mai. Người dân cần đề phòng khả năng gió giật mạnh làm ngã cây và ngập nặng do mưa lớn. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ đã bước vào mùa mưa với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái mưa dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 60 mm. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo hôm nay và ngày mai, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Đợt mưa lớn diện rộng tại Nam Bộ có thể kéo dài đến hết ngày mai. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân lưu thông cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, ven kênh rạch, gió giật ngã cây cối. Thành phố Hồ Chí Minh đang có 24 điểm ngập tức thời sau mưa, gồm Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Phan Huy Ích, Phạm Văn Đồng, Lê Thị Hoa, Tô Ngọc Vân, Đỗ Xuân Hợp, Hồ Văn Tư, Nguyễn Duy Trinh, Võ Văn Ngân, Quốc lộ 1A, Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Hiệp Bình, Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ, Đinh Bộ Lĩnh, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, Mai Xuân Thưởng, Tân Hòa Đông. 15 điểm ngập nặng gồm các tuyến đường Lê Đức Thọ, Phan Anh, Bạch Đằng, Hồ Ngọc Lãm, Quốc lộ 13, Ba Vân, Bầu Cát, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Thảo Điền, Quang Trung, Kha Vạn Cân, Nguyễn Văn Khối, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng. Đặc biệt, khu vực chân cầu Ba Son nối thành phố Thủ Đức và quận 1 cũng xuất hiện tình trạng ngập sau mưa 2 năm trở lại đây, cản trở người dân lưu thông, gây ra ùn ứ cục bộ.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.